Hello anh em, F2B Gaming xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về event mới nha anh em. Event này mang tên là Săn Tìm Kho Báu. Anh em, thời gian bắt đầu là từ ngày 24 tháng 5 cho đến ngày 26 tháng 5, tồn tại trong vòng 3 ngày nha anh em. Mỗi ngày anh em sẽ làm 3 lượt. Rồi, anh em sẽ nhận được cái mảnh đó ở đâu? Rồi, anh em phải làm một số cái nhiệm vụ là mua những cái vật phẩm tại trạm thư thì anh em sẽ nhận được cái gương cổ. Rồi, cái thứ hai là anh em phải trợ giúp đồng minh để anh em sẽ nhận cái gương cổ sau khi mà anh em trợ giúp. Cái thứ ba là anh em đánh pháo đài mang gỡ thì anh em sẽ nhận được gương cổ. Mỗi ngày chúng ta làm 3 nhiệm vụ này, mỗi nhiệm vụ anh em sẽ nhận được tối đa là 10 gương cổ. Mỗi gương cổ tương ứng với một mảnh bản đồ hay anh em, thì anh em sẽ được 30 mảnh. Rồi, sau khi mà anh em có mảnh rồi thì anh em sẽ mở ra, anh em sẽ ghép lại, và anh em cần 7 mảnh để ghép. 7 lần 3 sẽ là 21 mảnh, thì anh em sẽ dư lại 9 mảnh hay anh em. Là ngày mai, là ngày hôm sau chúng ta sẽ ghép tiếp tục. Rồi, ngoài ra thì anh em có thể trao đổi nha anh em. Anh em có thể trao đổi ở cái liên minh của chúng ta. Thì những anh em đang trao đổi ở trong đây thì anh em có thể trao đổi những cái mảnh mà anh em đang thiếu. Hoặc là anh em có thể dư quá thì anh em có thể trao đổi với những anh em trong liên minh. Ngoài ra thì anh em có thể trao đổi là anh em nhận cái vật phẩm nào và anh em muốn trao đổi cho cái người mà mình trao đổi là cho họ cái món nào. Thế anh em. Rồi, hiện tại là mình đã đủ được cái mảnh ghép rồi, thì mình sẽ bắt đầu ghép và đi tìm nha anh em. Rồi, chúng ta sẽ có một cái mẹo để đi tìm rất là nhanh. Ok, bắt đầu. Rồi, anh em bấm vô cái chữ săn tìm nha anh em. Mặc dù là bảng nhỏ nhưng mà anh em vẫn có thể tìm được. Đây anh em nhìn trên ngay chỗ góc bên tay trái, góc bên tay trái của mình nó sẽ có một cái tấm bản đồ. Ok, anh em cứ di chuyển nha anh em. Anh em cứ di chuyển xuống. Đấy. Anh em nhìn bên cái góc phía bên đây của mình nó sẽ có hai chấm và nó sẽ có một cái ngọn cờ. Hai chấm vào một cái ngọn cờ hết anh em. Đây, giống cho anh em. Hai chấm đây. Chúng ta sẽ nằm ở dưới đây, vật phẩm chúng ta sẽ nằm ở đây. Đây. Ngon lành nha anh em. F2B Gaming. Chúng ta đào rồi. Quá là đơn giản nha anh em. Nhưng mà do thám chúng ta đi nó sẽ hơi xa. Chúng ta cần phải 8 phút chúng ta mới lấy được cái này. Ok. Sau khi anh em đã tìm xong thì anh em cần phải hoàn thành cái tìm này của anh em xong thì anh em mới chuyển qua được cái tìm tiếp theo nha anh em.
Ok, video mình xin kết thúc ở đây nhé anh em. Cảm ơn anh em đã chú ý xem video của mình. Nếu như anh em thích video, vui lòng tặng mình một like và một subscribe để khích lệ tinh thần phát triển kênh nhé anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.